Free Vitamin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Vui của chúng tôi. Thưa quý vị, sống vui đó là một thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả. Và để chúng ta có thể sống vui thì rõ ràng chúng ta phải khỏe. Ngày hôm nay chúng tôi muốn dành thời lượng để dành cho những thiên thần bé nhỏ của mỗi một gia đình. Chúng ta thường hay phải đối mặt với những cái tình trạng là con của chúng ta, nhất là trong những năm tháng đầu đời thì rất hay ốm vặt. Và thật sự là bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng cảm thấy rất là lo âu, căng thẳng và mệt mỏi khi mà con của chúng ta không được mạnh khỏe, không được phát triển toàn diện như mong muốn của chúng ta. Vậy thì khi con ốm vặt, chúng ta sẽ có những cái phương pháp để xử lý như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Đinh Ngọc Hoa. Xin chào Thảo Vân. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa chuyên gia có thể chia sẻ về những bệnh thường gặp ở trẻ. Và nếu như cứ để tình trạng mà bệnh thường gặp đó kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ ạ? Chúng ta biết rõ rằng là trẻ nhỏ thì cái sức đề kháng nó kém, cho nên là trẻ chính là đối tượng tấn công của các vi khuẩn virus, mà nhất là những lúc giao mùa. Thế thì vào cái mùa đông này thì trẻ gặp rất là nhiều bệnh lý, mà hay gặp nhất là các bệnh viêm đường hô hấp trên, như là viêm mũi, viêm họng này, rồi viêm tai này, viêm thanh quản, viêm phế quản thì ít gặp hơn. Thế nhưng mà đang mùa này thì rất là nhiều cúm. Thế ở bệnh viện thì đến các bạn đến khám đều là vì sốt, và có đến 10 bạn sốt thì có đến 7-8 bạn là bị nhiễm cúm A. Cúm thường là sốt rất là cao, toàn 39-40 độ, có bạn dùng sốt nó không hạ. Khi bé ốm thì em bé mệt, em bé ăn kém thì giấc ngủ của em bé cũng sẽ dễ bị rối loạn. Mà chúng ta biết rằng là cái hormone giúp cho phát triển chiều cao thì gia tăng chủ yếu là vào ban đêm. Mà nếu như em bé như mình ốm đau như vậy mà em bé lại ngủ không ngon giấc, em bé ăn uống kém thì đương nhiên nó ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Mà cái sự phát triển của cơ thể nó kém nên lại càng làm cho miễn dịch giảm, trên cơ sở đấy lại mắc thêm các loại vi khuẩn virus khác, rồi ốm lại phải sử dụng kháng sinh, mất đi cân bằng vi khuẩn ruột, dẫn đến là bé lại bị rối loạn tiêu hóa và để lại cái hệ lụy là bé chậm phát triển cả về chiều cao cũng như là cân nặng. Chúng ta thấy là có quá nhiều bệnh có thể ảnh hưởng tới em bé, đúng không ạ? Em bé sẽ bị mắc phải rất nhiều. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ là lứa tuổi nào hay gặp phải những cái bệnh đó và tại sao lại như vậy? Cái độ tuổi mà hay bị ốm vặt chính là cái độ tuổi mà từ 0 cho đến 5 tuổi, vì chúng ta biết giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch hay là giai đoạn cửa sổ. Tức khi bé ở trong bụng mẹ thì bé được cái kháng thể mà mẹ truyền cho, thì khi bé ra đời thì nó giảm dần đi và nó gần như bằng không khi bé được 12 tháng tuổi. Trong khi cái miễn dịch chủ động mà do cơ thể em bé tự sinh ra thì vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Khi bé khoảng 4-5 tuổi thì cái miễn dịch chủ động nó mới hoàn thiện. Bởi vậy trẻ nhỏ ở dưới cái 5 tuổi thì rất hay bị mắc các cái bệnh, và đặc biệt là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính như là tôi vừa chia sẻ bạn đấy. Vâng, vậy thì thưa chuyên gia, trong cái giai đoạn như vậy mà trẻ mà hay bị như vậy, các cụ thì vẫn hay gọi là cái gọi là giai đoạn sài đẹn đấy ạ. Vâng, thì chúng ta sẽ làm thế nào để hỗ trợ cho con của mình ạ? Muốn cho em bé nhà mình được khỏe mạnh, ăn uống tốt mà cái sức đề kháng em bé lại yếu như vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao giúp cho em bé tăng cường sức đề kháng lên. Tăng cường sức đề kháng tức là gì? Một chế độ dinh dưỡng tốt, vì chúng ta biết rằng là hệ tiêu hóa của chúng ta quyết định tới 80% sự hoàn thiện của hệ thống miễn dịch. Nếu như em bé ăn uống tốt thì những em bé đấy có sức đề kháng nó cũng sẽ tốt hơn là những em bé ăn uống kém. Tôi thấy là trong cái công tác của tôi thấy là những bạn nào bị ốm ăn uống tốt thì những bạn đấy phục hồi nhanh hơn là những bạn ốm mà lại không chịu ăn. Thế thì dinh dưỡng tốt thì bao gồm gì? Quan trọng nhất vẫn là sữa mẹ. Bạn biết cho em bé bú mẹ, đặc biệt là trong cái 2 năm đầu đời thì bú sữa mẹ nó vẫn là quan trọng nhất. Và khi mà em bé đến tuổi ăn dặm thì bạn phải chú ý làm sao cho bạn ăn uống đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng để giúp cho cái cơ thể của bé phát triển, không những cả về chiều cao mà cả về cân nặng cũng phải được đạt chuẩn. Thì em bé ăn uống tốt thì em bé mới đỡ bị ốm vặt. Em bé không ốm vặt thì em bé mới phát triển được. Thế ngoài ra thì muốn cho em có sức đề kháng tốt nữa thì bạn cũng cần phải giúp bé cái khâu là vệ sinh. Vệ sinh ở đây bao gồm gì? Tức là bao gồm cả từ vệ sinh thân thể cho đến vệ sinh môi trường và vệ sinh trong an toàn thực phẩm. Tức là môi trường sống của em bé nó phải đảm bảo được không khí nó phải trong lành, nó phải ấm về mùa đông và nó phải thoáng về mùa hè. Khi em bé ốm cũng như khi em bé khỏe, em bé vẫn phải được giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ. Bởi vì cái việc giữ vệ sinh sạch sẽ như vậy nó sẽ tránh được cái việc mà chúng ta cơ thể em bé lây thêm những tác nhân mà gây bệnh. Đặc biệt là người chăm sóc trẻ cũng phải rửa chân tay sạch sẽ trước khi mà chúng ta chế biến thức ăn cho trẻ, cũng như khi chúng ta cho em bé ăn, thì mới đảm bảo được là em bé không bị nhiễm thêm các cái vi khuẩn virus gây bệnh từ bên ngoài vào. Thế ngoài ra thì để cho em bé tăng cường được sức đề kháng như vậy thì chúng ta cũng cần thêm bổ sung thêm các cái vi chất mà giúp cho tăng cường cái hệ miễn dịch của em bé lên. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải rất quan tâm đến cái việc mà lưu ý trong cái cách chăm sóc bồi dưỡng đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ, đúng không ạ? Và bên cạnh việc mà đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ thì chúng ta phải bổ sung thêm các dưỡng chất quan trọng như là immun alpha, rồi sữa non, rồi chất xơ hòa tan. Vậy thì chuyên gia có thể phân tích rõ hơn là tại sao những dưỡng chất này nó lại có một cái vai trò quan trọng với trẻ như vậy ạ?
Bạn biết rõ là sữa non hay gọi là colostrum thì nó là cái sữa được tiết ra trong vòng 72 giờ đầu sau khi sinh. Thì sữa non là một cái sữa mà nó có cái hàm lượng đạm cao gấp 4 lần so với sữa bình thường, mà nó có chứa đủ tới 26 loại axit amin và các dưỡng chất khác. Và đặc biệt điều quan trọng là trong sữa non nó có chứa các kháng thể như IgG, IgA, IgM. Những kháng thể này nó có tác dụng trực tiếp giúp cho cơ thể chúng ta chống lại cái bệnh tật. Cơ thể chúng ta có được những kháng thể trực tiếp như vậy thì khi có các tác nhân lạ xâm nhập vào thì chính những kháng thể này nó có vai trò là tiêu diệt các loại vi khuẩn đó. Thế ngoài ra thì có một cái thành phần nữa là immunalpha. Immunalpha thì nó là một cái chất được chiết xuất từ vách tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae, và nó được chứng minh, các nhà khoa học chứng minh là nó có tác dụng làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể và nó làm giảm các triệu chứng của viêm đường hô hấp trên thông qua cái việc mà nó làm kích thích tạo và nuôi dưỡng các cái tế bào miễn dịch tại màng ruột, và nó kích thích các tuyến nước bọt, tăng cường sản xuất cái IgA, tăng cường cái lượng bạch cầu đơn nhân và tăng cường hoạt động của các thành phần cytokine, là một cái thành phần có tác dụng điều hòa miễn dịch. Nhờ đó mà các triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp nó giảm đi và sức đề kháng của em bé tăng lên. Và khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nó có chứa immunalpha và sữa non thì cái sức đề kháng của em bé nó cũng không những tốt hơn mà nó còn làm tăng cường được cái giúp cho em bé cung cấp đủ các cái vi chất dinh dưỡng nữa. Còn cái chất sơ hòa tan còn gọi là fructooligosaccharide, nó cũng là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn ở trong cái đường ruột của em bé. Khi mà em bé sử dụng cái sản phẩm mà nó có chứa cả cái chất sơ hòa tan này thì em bé nhà mình cũng sẽ ăn uống được tốt hơn, và em bé cũng cái chất sơ hòa tan này có tác dụng hút nước và khiến cho phân mềm và sốt, và em bé cũng dễ đi ngoài hơn. Đặc biệt là những cái bạn mà không được dùng sữa mẹ phải dùng sữa công thức thì cái việc bổ sung cái sản phẩm có chứa immunalpha, sữa non và cái chất sơ hòa tan thì nó sẽ giúp cho cái việc mà em bé nhà mình ăn uống ngon hơn và cái sức đề kháng của bé cũng tốt hơn và bé cũng sẽ không bị ốm đau. Thưa quý vị, như vậy là bước đầu chúng ta cũng đã hiểu rõ là tại sao con chúng ta lại hay ốm vặt hay gặp ở độ tuổi nào, và khi mà đối mặt với tình trạng đó thì chúng ta đã có cái cách xử lý như thế nào. Thưa chuyên gia, hôm qua thì chúng ta đã vừa nói về cái tình trạng ốm vặt ở trẻ, nhất là ở những cái năm tháng đầu đời, khi mà cái sức đề kháng của trẻ rất là yếu, và để mà có thể cải thiện tình trạng đó thì các bố mẹ phải rất quan tâm tới chế độ dinh dưỡng cũng như chăm sóc cho con, và trong đó đặc biệt là phần bổ sung các dưỡng chất quan trọng như là immunalpha, sữa non rồi chất sơ hòa tan. Vậy thì thưa chuyên gia, những cái dưỡng chất này chúng ta có thể chủ động bổ sung như thế nào và có thể tìm thấy ở đâu để có thể bổ sung cho con ạ? Em bé dưới 5 tuổi thì cái sức đề kháng của bé rất là kém, bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể chủ động bổ sung các dưỡng chất này cho em bé để giúp cho em bé nhà mình tăng cường sức đề kháng lên và đỡ bị ốm đau. Tôi thấy trên thị trường hiện nay có một cái sản phẩm mà có chứa đầy đủ các cái dưỡng chất giúp cho bé tăng cường sức đề kháng như là immunalpha, sữa non và cái chất sơ hòa tan. Thì cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm Body Fitin 2. Thế Body Fitin 2 thì ngoài mà chứa các dưỡng chất mà giúp cho bé tăng cường sức đề kháng như vậy thì nó còn chứa canxi, vitamin D3 và MK7 và các cái vi chất dinh dưỡng khác như là kẽm, mangan, magie, DHA. Thì ở cái tuổi này chúng ta biết là em bé thì rất hay bị ốm, khi ốm thì ăn uống kém, và ở cái tuổi này nó cũng là cái giai đoạn vàng thứ hai trong cái phát triển chiều cao của cơ thể, nên khi mà em bé bị nhà mình mà được bổ sung thêm một cái vi chất mà nó vừa giúp bé phát triển chiều cao lại vừa giúp bé tăng cường sức đề kháng, mà em bé lại ăn ngon, bé ngủ tốt và bé phát triển chiều cao thì đó là một cái điều tuyệt vời không gì bằng. Rồi, sao lại có thể miêu tả chị dậu một cách sinh động như thế này chứ? Thủy ơi, Thủy ơi. Rồi, lạnh thế. Tí này, gì? Trông như là chị dậu kỷ nguyên hắc ám thế này. Cái tí ấy, nó lại bị ốm rồi. Cả tuần nay uống kháng sinh, người cứ xanh như tàu lá chuối ấy. Có cái hộp thực phẩm chức năng, định đưa cho cái tí nó dùng thử xem có cải thiện được thành cái xỉu hay không. Chứ còn tôi nhìn thấy nó, tôi cũng cứ thấy nó cỏi cọc xuất hết cả ruột ấy. Thực phẩm chức năng á? Nó rất tốt cho bọn trẻ con là bởi vì ấy, nó gồm với các thành phần như là immunalpha này, sữa non này, chất sơ hòa tan này. Nó giúp cho trẻ con nhà mình nó tăng sức đề kháng, nó đỡ bị các cái bệnh ốm vặt lặt vặt như là cảm cúm rồi hắt hơi, sổ mũi. Nó nhàn lắm bà. Thuốc còn chẳng ăn thua chứ nói đến thực phẩm chức năng. Tôi á, là tôi đi vái tứ phương rồi đấy. Đấy, vái tứ phương thế nên là tháng nào cũng vào bệnh viện tạm trú tạm vắng lên một tuần đấy. Bà nhìn thằng Bi với mấy đứa trẻ con nhà tôi mà xem, có đứa nào phải đi viện đâu. Thật không? Thật không? Chẳng thật thì sao? Úi giời ơi! Thế là chị rộng lại chuẩn bị được thắp sáng lên một niềm tin mới. À,
Vâng, thưa chuyên gia, như trong phần đầu ngày hôm nay chuyên gia cũng đã nói và trong tiểu phẩm chúng ta vừa theo dõi thì thấy rằng là những cái sản phẩm Previtin 2 ấy, mà chúng ta có thể sử dụng dùng cho con của mình thì có chứa những thành phần rất là quan trọng. Những dưỡng chất như là sữa non, Immun Alpha và chất xơ hỏa tan nó đã có những cái vai trò quan trọng của mình. Nhưng mà bên cạnh những cái dưỡng chất đó thì sản phẩm này còn có những dưỡng chất nào khác và nó còn có những tác dụng nào nữa ạ? Trong cái Previtin 2 thì nó có sữa non là một cái sữa mà nó có cái hàm lượng đạm cao gấp 4 lần so với sữa bình thường, mà nó có chứa đủ tới 26 loại axit amin và các dưỡng chất khác. Và đặc biệt điều quan trọng là trong sữa non nó có chứa các kháng thể giúp cho cơ thể chúng ta chống lại cái bệnh tật. Thế ngoài ra thì có một cái thành phần nữa là Immun Alpha. Immun Alpha thì nó là một cái chất được chiết xuất từ vách tế bào nấm men, tăng cái sức đề kháng của cơ thể và nó làm giảm các triệu chứng của viêm đường hô hấp trên thông qua cái việc mà nó làm kích thích tạo và nuôi dưỡng các tế bào miễn dịch tại màng ruột, tăng cường lượng bạch cầu đơn nhân và tăng cường hoạt động của các thành phần cytokine, là một cái thành phần có tác dụng điều hòa miễn dịch. Nhờ đó mà các triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp nó giảm đi và sức đề kháng của em bé tăng lên. Còn cái chất xơ hỏa tan cũng là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn ở trong cái đường ruột của em bé. Khi mà em bé sử dụng cái sản phẩm mà nó có chứa cả cái chất xơ hỏa tan này thì em bé như mình cũng sẽ ăn uống được tốt hơn, và em bé cũng cái chất xơ hỏa tan này có tác dụng hút nước và khiến cho phân mềm và sốt, và em bé cũng dễ đi ngoài hơn, đặc biệt là những cái bạn mà không được dùng sữa mẹ phải dùng sữa công thức. Trong cái Previtin 2 thì ngoài cái Immun Alpha và sữa non giúp cho bé tăng cường sức đề kháng thì còn chứa canxi, vitamin D3 và MK7. Thế mà trong cái Previtin 2 thì có chứa canxi, đặc biệt là canxi nano, và đối với trẻ nhỏ thì cái hệ tiêu hóa của bé được chưa hoàn thiện, kèm theo cả rất là nhiều cái hệ thống cơ quan khác cũng chưa hoàn thiện. Cho nên khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nó có chứa cái canxi nano thì nó sẽ tránh được những tác dụng phụ, vì ta biết rằng là mua canxi chúng ta phải bổ sung hàng ngày, bởi vì là cơ thể chúng ta thì canxi nó là thành phần quan trọng nhất của xương và răng. Nên là chúng ta dùng một cái sản phẩm mà nó có chứa canxi nano thì nó dùng kéo dài, nó sẽ tránh được những tác dụng phụ như là biếng ăn này, như là táo bón này, như là cặn thận. Thì cái việc mà bổ sung thêm một cái sản phẩm mà nó có canxi nano, vitamin D3 và MK7 cùng với cái Immun Alpha và sữa non thì không những giúp cho em bé nhà mình phát triển chiều cao được tốt hơn, mà em bé nhà mình còn tránh được những cái bệnh lý nhiễm khuẩn, đặc biệt là các bệnh về viêm đường hô hấp trên. Thì khi em bé nhà mình ăn uống tốt và em bé không mắc bệnh thì chắc chắn là em bé nhà mình cũng sẽ phát triển chiều cao và cân nặng đạt chuẩn. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã thấy rồi là rõ ràng tình trạng ốm vặt thì do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Và nhiều khi dù không muốn chúng ta vẫn cứ phải đối mặt với vấn đề đó. Với những cái phương pháp, với những sản phẩm như chuyên gia chúng ta vừa chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ có được những đứa con phát triển một cách toàn diện, trưởng thành đúng như là mơ ước của mỗi ông bố, bà mẹ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn được tư vấn thêm, đừng ngần ngại, hãy dùng điện thoại gọi tới số điện thoại 1900-1259 vào giờ hành chính, hoặc 0896-509-509. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn, băn khoăn, thắc mắc của quý vị và các bạn. Quý vị cũng có thể gửi thư tới hộp thư sống khỏe a@bacsitivan.vn hoặc truy cập vào trong web bacsitivan.vn. Mọi thông tin mà quý vị cần chúng tôi hy vọng là sẽ có đầy đủ trong đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là một số lời khuyên tuyệt vời để tránh cho trẻ bị ốm vặt chậm lớn. 1. Cho trẻ bú sữa mẹ từ sơ sinh đến khoảng 2 tuổi vì sữa mẹ chứa nhiều các kháng thể cần thiết cho hệ miễn dịch của trẻ. 2. Duy trì một lối sống khoa học, cho trẻ ngủ đủ giấc và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, hạn chế cơ hội tấn công của các virus, vi khuẩn gây bệnh. 3. Thường xuyên cho trẻ vận động, đặc biệt là các hoạt động ngoài trời, vừa giúp cho cơ thể khỏe mạnh vừa hấp thụ vitamin D cho cơ thể phát triển toàn diện. 4. Chế độ dinh dưỡng luôn đảm bảo cân bằng dưỡng chất giữa các nhóm chất đạm, béo, bột đường, vitamin và khoáng chất. 5. Bổ sung sản phẩm chứa Immun Alpha, sữa non kết hợp với bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 để vừa giúp tăng cường sức đề kháng, giảm ốm vặt, vừa giúp trẻ tăng chiều cao và lớn nhanh khỏe mạnh. Previtin 3 giúp tăng chiều cao, phát triển trí não, bảo vệ mắt cho trẻ dưới 10 tuổi.